chào khách yêu bạn Kim Minh Thảo ạ. Em tên là Ngân Nhỏ ha, kính chúc anh chị vui và cho bác là một ngày mới tràn đầy năng lượng và niềm vui trong cuộc sống ạ. Và địa chỉ tiệm em ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu mấy mẫu mặt vừa có mặt nam và vừa có mặt nữ hai dạng công ty 610 nha anh chị. Và em xin nhắc nhở lại anh chị là hiện tại bên em chưa bán hàng trên online trực tiếp, chỉ có giao dịch ở ngoài tiệm thôi. Thì có gì anh chị ghé tiệm bên em, anh chị hay để ra những sản phẩm về cho bản thân mình ha. Mẫu độc và lạ cực kỳ luôn và đa dạng phong phú. Và em xin nhắc nhở lại, số tài khoản bên online bên em là tiệm chỉ có một số tài khoản duy nhất ha. Chủ tài khoản là Trần Thị Minh Châu và số tài khoản là 25391629. Ngân hàng ACB chi nhánh Tân Hương giúp em ha, chụp hoàn hình lại giúp em. Bên em chỉ chịu hoàn toàn một số tài khoản này thôi, còn những số tài khoản khác đều là giả mạo anh chị nha. Còn anh chị mà muốn mua hàng bên em là cách thứ nhất là anh chị là phải yêu cầu nhân viên bên em nè gọi điện video ha, là bằng cách là quay hết khung cảnh của tiệm, và thứ hai là quay cả nhân viên và cô chủ giúp em nha. Thì anh chị xác minh chính xác thì anh chị mới mua hàng. Còn nếu mà anh chị mà yêu cầu mà bên em không đáp ứng được là không cho các video á, thì là anh chị là chặn luôn giúp em nha, bởi vì số đó là số lừa đảo ha anh chị. Và nhớ giúp em luôn nha, số tài khoản bên em đây, chụp lại màn hình giúp em đi anh chị để tránh bị lừa đảo ha. Rồi em sẽ giới thiệu sản phẩm luôn. Sản phẩm đầu tiên là muốn giới thiệu tới anh chị là mặt hồ lô ha. Đây mặt hồ lô bên em nhỏ nhắn từng cực kỳ dễ thương luôn. Là nó vừa có là nơ móc máy luôn nha anh chị. Trọng lượng vàng này con tầm cỡ là 1/6 một cái ha. Trọng lượng vàng rất là ít luôn mà cực kỳ xinh luôn nha. Đá là đá cẩm thạch luôn. Khách mẫu này chụp hình lại giúp em nha. Hiện tại bên em đã giảm hết 50% tiền công đã xuống hết rồi, nên là tiền công rất rẻ nha anh chị. Và mẫu thứ hai bên em là mấy mẫu là mặt này là mặt túi tiền anh chị nè. Mặt túi tiền luôn ha, cực kỳ xinh và dễ thương luôn. Em vừa có 3 màu, vừa có màu trắng, màu xanh và vừa có là màu xanh biển luôn nha, đầy đủ các kiểu luôn. Khách mẫu này chụp hình lại giúp em. Và một mặt như thế này là khoảng tầm cỡ là 6 phân. Khoảng tầm cỡ 6 phân anh chị. Khoảng tầm cỡ 6 phân thôi, chụp hình lại giúp em đi. Cực kỳ dễ thương luôn nha, và ghé tiệm liền giúp em. Và mẫu mặt thứ ba đây là cái này là mặt là sỏ tỳ hưu nha anh chị nha. Cái này là mặt sỏ, thường thường là người ta đeo chuỗi chứ không phải là đeo mặt dây chuyền nha. Đây, tỳ hưu nha, vừa có kích cỡ rất là nhiều. Cái con lớn này khoảng tầm cỡ là 5.2 anh chị nè. Và con lớn này là đeo sỏ chuỗi, đeo theo phong thủy anh chị á. Rồi mấy con nhỏ như thế này khoảng tầm cỡ là 1.5. Cái này xin lỗi anh chị, cái tầm cỡ là 1.4 trở lên ha. 1.4 và 1.5 luôn, cực kỳ dễ thương luôn anh chị nè. Giờ có kích cỡ nha, em có khoảng tầm cỡ 1.5 luôn. Rồi mặt tiếp theo đó là mặt hình kim tiền phun tắm luôn anh chị, cực kỳ đẹp luôn nè. Thanh mảnh nó nhỏ cân cân luôn ha. Trọng lượng vàng như thế này khoảng tầm cỡ là 5 phân 1 một mặt anh luôn anh chị, cho phần lại giúp em luôn. Rồi mẫu mặt tiếp theo luôn nha. Đây mẫu mặt hot bên em đây, mấy mẫu mặt hột trà cực kỳ đẹp luôn nha, hột trà Pháp luôn anh chị, móc máy kiểu Ý luôn. Mẫu mặt như thế này là khoảng tầm cỡ là 9 phân lẻ 5 giúp em luôn nha. Rồi mẫu này giúp em luôn khoảng tầm cỡ là 8 phân 86 ha. Hột chủ hột sò nhân tạo luôn anh chị. Rồi khoảng tầm cỡ mấy mặt lớn như thế này này là khoảng tầm cỡ là 1.36. Chụp hình lại giúp em nha, có rất là nhiều mẫu luôn, chụp hình lại giúp em đi anh chị, đồ ghé tiện liền giúp em luôn nha. Còn anh chị mà ở xa lên á, là bên em là có chủ động xe hơi cho anh chị luôn nè. Và anh chị là em có phụ thêm là một phần tiền công để chơi coi như là tiền xăng tiền xe gì cho anh chị luôn. Rồi mẫu mặt này là mặt Nam Mô A Di Đà Phật anh chị nè, khoảng tầm cỡ là 1.426 ha, đầy đủ các màu luôn. Ở phía trước là người ta làm chữ Tàu, còn ở phía sau thì người ta sẽ làm chữ Việt Nam của mình nha. Đây Nam Mô A Di Đà Phật đây anh chị. Anh chị nào mà đi theo đạo Phật thì anh chị hãy rước một mặt này về cho bản thân mình ha, đeo may mắn anh chị nha, bình an luôn. Đeo theo phong thủy luôn nè anh chị, đeo theo phong thủy màu nào cũng được nha, đầy đủ các màu cho anh chị lựa chọn. Và bên này là mặt Phật đá anh chị nha. Mặt Phật đá như thế này thì có rất là nhiều tên gọi, coi như là Bất Động Minh Vương nè, Phổ Hiền Bồ Tát, rồi Tiên Thủ Thiên Nhãn, chung là rất là nhiều anh chị, có rất là nhiều tên gọi của Phật luôn ha. Tùy vào tuổi của mình, tuổi 12 con giáp nha, để hợp với mặt Phật ngày nay nha anh chị. Đầy đủ các màu luôn, đeo theo phong thủy luôn. Và như thế này trọng lượng khoảng tầm cỡ là 7 phân mấy, gần 8 phân một cái nha. Đầy đủ trọng lượng, muốn đeo khoảng tầm cỡ mấy phân cũng được. Rồi mẫu mặt tiếp theo, mẫu mặt kiểu bên em luôn. Cái mẫu mặt kiểu này là hình trái tim phương tắm luôn nha. Trọng lượng vàng này khoảng tầm cỡ là 1.882. Có mặt hình trái tim ở giữa anh chị nè, toàn ten cực kỳ dễ thương luôn.
chụp hình lại giúp em mấy mẫu mặt này luôn nha. Rồi mặt thứ mẫu tiếp theo đó là mấy mẫu mặt hoa full tắm hết luôn, không full tắm hết luôn nha, hậu sòn nhân tạo này còn tầm cỡ là 3 chỉ 286, 3 chỉ 286. Rồi mặt hoa full châu full tắm nước máy giúp em luôn, này còn tầm cỡ là 2 chỉ 67, 2 chỉ 67 giúp em luôn nha. Đây mấy mẫu mặt hoa với bên này giúp em luôn. Cái này là mấy mẫu mặt là thương hiệu nha, đây là chữ hờ. Trọng lượng vàng cái này là khoảng tầm cỡ là 4 chỉ, 3 chỉ 9 gần 4 chỉ. Rồi mẫu mặt hình mỏ neo giúp em luôn, full tắm hột sò nhân tạo luôn, full tắm hết luôn. Trọng lượng vàng khoảng tầm cỡ là 2 chỉ 8 gần 2 chỉ 9 nha. Đây mấy mẫu mặt này rất là sang luôn anh chị. Rồi mẫu mặt liver full tắm móc máy luôn nha, làm kiểu là hoa văn ở dưới anh chị nè, khoảng tầm cỡ là 4 chỉ 2. Và mấy mẫu mặt là chữ là trà nồi, đây chữ trà nồi luôn anh chị nè. Trọng lượng vàng như thế này là khoảng tầm cỡ là 2 chỉ 2, 2 chỉ lẻ 2, 2 chỉ lẻ 2 anh chị nha. Rồi mẫu mặt tiếp theo, mẫu mặt XL luôn, khoen là người ta làm thương hiệu XL luôn nè anh chị. Vừa full tắm và vừa móc máy luôn, như thế này khoảng tầm cỡ là 2 chỉ 7 nha. Và địa chỉ tiệm em ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị ghé tiệm liền giúp em luôn nha, tiền công bên em rất là rẻ luôn. Và hình này là hình thoi giật tắm luôn, hột sò nhân tạo. Này còn tầm cỡ là 2 chỉ lấy 3 anh chị, 2 chỉ lấy 3 luôn nha. Và mặt Phật Mẹ Quan Âm luôn, bên em là có 2 kiểu, giờ mà có đứng bây giờ có ngồi luôn nha. Nói chung là em lấy mẫu hạn chế để giới thiệu sản phẩm cho anh chị. Này còn tầm cỡ là 3 chỉ 196, cực kỳ đẹp luôn ha, mặt bà luôn anh chị nè. Và em có kiểu khác luôn nha, cũng là bà ngồi luôn nhưng mà có kiểu nó sẽ khác nha. Đây là khuôn tắm nhiều hơn là mẫu thứ nhất em đưa lên. Này khoảng tầm cỡ là 4 chỉ 113, 4 chỉ 113 giúp em luôn ha. Rồi mấy mẫu mặt trà bên đây hiện tại đang rất là hot luôn anh chị nha, về rất là nhiều mẫu luôn, vừa có lớn vừa có nhỏ luôn. Cái này là hình vuông, khoảng tầm cỡ là 1 chỉ 515, 1 chỉ 515 luôn. Rồi em sẽ qua mẫu tiếp theo luôn ha. Anh chị có nhớ chị Thảo không nè? Chị Thảo nhớ anh chị lắm luôn á. Anh chị nói anh chị là gần tới ngày livestream rồi, nên là anh chị hãy là theo dõi trang giúp em anh chị nha. Theo dõi trang và ngày nào live thì anh chị theo dõi giúp em, để là lên live để gặp chị Thảo nha. Này khoảng tầm cỡ là 2 chỉ 367, hột màu đen ha, viền là viền màu xanh nha anh chị. Rồi mỏng tím đây anh chị nè, đây mặt tím luôn ha, tím mộng tím mơ này anh chị này, cực kỳ đẹp luôn ha, lãng mạn lắm. Này có tầm cỡ là 1 chỉ 73, hình mặt tím hoa giúp em luôn. Rồi em có mặt huyền đen luôn nha, đầy đủ các thương hiệu và vừa có đầy đủ các size, và vừa có đủ các size lớn luôn nha, từ size nhỏ tới size lớn luôn. Thương mặt thương hiệu liver full tắm ha, hột đen huyền đen luôn anh chị này, vừa có là full tắm và vừa có móc máy sang kẽ với nhau. Như thế này có tầm cỡ là 1 chỉ 878 ha. Thương mặt XL luôn giúp em luôn, khoảng tầm cỡ 1 chỉ 7 tới 1 chỉ 8 luôn nha. Em có cái cỡ nhỏ hơn nè, muốn lớn nhỏ gì đều có hết. Trọng lượng vàng như thế này khoảng tầm cỡ là 1 chỉ 426 gần 1 chỉ rưỡi luôn. Rồi em có là hình vuông huyền đen, hình con rồng nổi luôn anh chị nè, rồng nổi luôn ha, móc máy luôn nha, không có hột tắm nha. Này khoảng tầm cỡ là 2 chỉ 566, này là khoảng dành cho anh mặt nam đeo này, nam nữ đều đeo vẫn được nha, đeo với dây đen anh chị, khấu với dây đen rất là đẹp luôn. Rồi mẫu độc quyền bên em là mẫu mặt hình con nhện anh chị nha, đây con nhện nhện anh chị nè, mặt hình con nhện đi bên em là có, hiện tại là về rất là đầy đủ màu luôn, màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đen gì đều có hết nha. Trọng lượng vàng này khoảng tầm cỡ là 6 chỉ 2, khoảng tầm cỡ 6 chỉ 2 với em nha, mặt hình con nhện nhện. Và mặt kiểu bên em đây là full hột trà Pháp luôn, cái này rất là to nha anh chị nha, gần nửa hết bàn tay của em luôn nè, khoảng tầm cỡ là 4 chỉ 7 gần 4 chỉ 8 nha. Màu trà và màu có màu đen luôn ha, chụp hình lại giúp em luôn. Rồi em sẽ lên mặt nam cho máy anh luôn nha. Đây mặt nam bên em nè anh chị nè, mặt hình con rồng ha, có 3 châu đỏ luôn, có chữ là tài lộc. Trọng lượng vàng khoảng tầm cỡ là 5 chỉ 9 gần 6 chỉ ha. Con rồng rất là cực kỳ đẹp và sáng lung linh luôn anh chị, có 7 màu luôn ha, 7 ánh hào quang luôn. Đây là hình mặt con rồng, loại rồng này là loại rồng đúc đặc luôn. Trọng lượng vàng cái mặt này khoảng tầm cỡ là 1 lượng 0203 anh chị nè, làm hột đỏ luôn, đúc đặc luôn nha. Rồi mặt hình con đại bàng luôn anh chị, trọng lượng vàng con này là khoảng tầm cỡ là 6 chỉ 742, 6 chỉ 742 với em luôn nha, loại đúc đặc luôn, mắt đỏ luôn nha. Rồi ông địa gánh vàng về nhà cười khà khà anh chị nè, đây em có là khoảng tầm cỡ là 5 đơn nha. Anh chị ghé tiệm liền giúp em đi, em có là khoảng tầm cỡ 5 đơn em về hàng rồi nha.
full tấm, bây giờ có một máy luôn đúc đặt luôn, trọng lượng dàn khoảng tầm cỡ là 6 chỉ 8 lần 6 chỉ 9 nha. Em có khoảng tầm cỡ 5 đơn rồi, mặt hình con rồng luôn nha, mặt hình con rồng nguyên cả con rồng luôn anh chị này, rồng này rồng nổi nha, và ở giữa là có là hình trái châu full tấm. Trọng lượng dàn này khoảng tầm cỡ là 5 chỉ 367 gần 5 chỉ 4 ha. Rồi mặt hình con rồng đúc đặt luôn anh chị nè, nói chung là mặt nam đều là đúc đặt hết luôn nha, không có mỏng nha. Này khoảng tầm cỡ là 5 chỉ 68, mặt hình rồng nổi luôn. Rồi mặt hình con rồng em có hai con, em có hai loại màu luôn anh chị nè, vừa có màu trắng và vừa có đủ màu luôn ha. Đó cực kỳ xinh luôn, ngậm châu hột đỏ khoảng tầm cỡ là 3 chỉ 282 một con. Em có hai con anh chị nha, ra tiệm liền giúp em luôn anh chị. Và mẫu hình tiếp theo, đây mẫu mặt này là hột đỏ đá cobalt nha, viền tắm trọng lượng vàng. Này là khoảng tầm cỡ là 2 chỉ 345. 2 chỉ 345 luôn ha. Đeo với cái kiềng này hoặc là dây á, đeo rất là hợp luôn anh chị. Rồi mặt hoa chà, rồi mặt hoa nổi giúp em luôn, hột sò nhân tạo hột chủ đá cobalt màu vàng luôn. Này khoảng tầm cỡ là 2 chỉ 886 giúp em luôn nha. Rồi mặt hình con rồng chạm một máy hình vuông đúc đặt luôn, này khoảng tầm cỡ là 9 chỉ 8 gần một lượng luôn anh chị. Hình rồng chạm nổ một máy 5D luôn nha. Chụp hình lại giúp em dây này, mặt này đeo được khoảng tầm cỡ 1 lượng 2 lượng anh chị, đeo đúc dạng như dây đúc đặt á. Rồi mặt hình con đại bàng luôn ha, hồi trước là em có một con tư liệu là về hình con đại bàng. Mà dưới này là màu trắng lại ha, con đó là con đại, con này là cỡ là con trung nha, khoảng tầm cỡ là 7 chỉ 128. 7 chỉ 128, hiện tại em còn một con đại bàng cỡ trung nha, chụp hình lại giúp em nha, ghé tiệm liền luôn anh chị. Rồi mẫu hình mặt bên em đây, u này nặng quá anh chị ơi. Mặt hình con rồng dặn như si, hai màu chạm nổi luôn. Đó, cực kỳ sang chảnh luôn nha. Trọng lượng vàng như thế này là khoảng tầm cỡ là 3 lượng 232. Đây hình sau của nó anh chị này, làm hoa văn nha, đúc đặc lắm, nói chung nặng lắm anh chị. Cực kỳ nặng luôn ha. Rồi mở tiếp theo đó là mặt ông quan công ha, mặt này rất là nhẹ luôn anh chị này, không có nặng. Này khoảng tầm cỡ là 5 chỉ 283 mặt ông quan công luôn. Và có hình con rồng nổi luôn nè, nhìn ngầu gì đâu á. Rồi mặt cuối cùng bên em đây, mặt hình con rồng luôn nha. Bên này là người ta làm chữ tàu anh chị nè, bên này em không biết tiếng Anh. Rồi ở trên này là người ta sẽ làm hai hàng kim tiền phun tắm một máy và một hình con rồng chạm nổi ngầm hột đỏ cho tem luôn. Trong lượng vàng như thế này có tầm cỡ là 1 lượng rưỡi 437 ha. Rồi mấy mẫu mặt như thế này thì anh chị có chụp hình lại giúp em nha, em đã đọc hết trọng lượng luôn rồi. Anh chị cứ ghé tiệm bên em và bên em sẽ bớt hết một phần tiền công để coi như là phụ tiền xăng tiền xe về cho anh chị ha. Rồi video của em tới đây kết thúc anh chị, và em chúc anh chị là một ngày mới tràn đầy năng lượng và niềm vui trong cuộc sống, mà dồi dào sức khỏe luôn nha. Và anh chị hãy nhớ chú ý số tài khoản bên em anh chị nha, số 25391622 ngân hàng ACB chị nhánh Tân Hương giúp em luôn, bên em chỉ có một số tài khoản duy nhất thôi nha. Rồi em xin chào anh chị và hẹn gặp lại các video sau nha.